Các chị nghe rõ không ạ? Dạ, mạng nó bị trục trặc, nó hơi bị lợn khợn một chút. Trả lời tiếp câu hỏi của anh Nguyễn Tác. Có khi nào cảnh ngộ Thiên An Môn tái diễn ở Việt Nam không? Và nếu nó thực sự diễn ra thì phải làm sao? Có biện pháp khắc phục không? Chào anh Nguyễn Tác với các anh chị. Thiên An Môn tức là sự kiện mà năm 1989 Trung Cộng thực hiện việc đàn áp các bạn sinh viên và người dân biểu tình đòi tự do dân chủ. Các anh chị biết ở Trung Quốc sự kiện Thiên An Môn là người ta ước tính là Trung Cộng nó dùng quân đội, dùng xe tăng nó cán lên người của sinh viên biểu tình đó anh chị, rồi sau đó là nó bắn bằng súng quân sự, nó cho quân đội bắn, rồi sau đó nó dùng súng lửa nó đốt, trong một đêm nó đốt sạch thành tro bụi, rồi nó dùng vòi rồng nó phun sạch đường phố, mất hết dấu tích, không còn dấu tích của xác người. Tổng cộng theo như Trung Quốc tự công bố thì không tới 1.000 người chết, khoảng 700-800 người. Tuy nhiên các nguồn tin mà của báo chí phương Tây, những người mà họ trực tiếp chứng kiến sự kiện đó, họ ước tính lên tới khoảng 4.000 người, 4.000 người bị giết trong một đêm. Thì sự kiện Thiên An Môn là một trong những sự kiện gọi là mang rợ trong lịch sử loài người các anh chị. Thì rất là nhiều người, không phải Việt Nam các chị, ở nhiều nước mà họ bắt đầu bước vào con đường đấu tranh chống lại độc tài để đòi tự do và dân chủ, họ đều nghĩ tới Thiên An Môn, tại vì thể chế độc tài nào họ cũng có quân đội anh chị. Cứ các anh chị thấy, nhìn thấy trên thế giới này mà thể chế chính trị nào nhà cầm quyền mà nó nắm quân đội thì chính là độc tài. Dễ gì? Thế giới này giờ dễ phân biệt. Đảng Cộng sản nắm quân đội chính là độc tài. Vậy thôi à. Còn các anh chị thấy giờ Tổng thống Mỹ có nắm quân đội không? Không, tức là nước Mỹ không có độc tài. Nó vậy á các anh chị. Đơn giản vậy đó. Trừ khi là cái nước nước nào mà trong thời nó đang loạn, nó chưa có bầu cử được thì quân đội nó tạm thời nó nhiếp chính, gọi là quân đội đang thiết quân lực để quản lý, thì cái đó thì chúng ta không đánh giá được nó độc tài hay không. Nhưng mà quân đội nó nắm hoài, nó không cho bầu cử để nó chọn ra cái lực lượng mà hành pháp độc lập thì lúc đó là độc tài quân sự. Thì quân đội độc tài ở các nước độc tài thì dân mà biểu tình là nó hay bắn giết lắm em chị. Nhưng trong lịch sử loài người chỉ có Thiên An Môn. Trước đó thì ở ở Liên Xô cũng có, nhưng mà quy mô nó không có mang rợ như Thiên An Môn của thằng Trung Cộng. Thì nhiều người lo lắng, không phải Việt Nam mà nhiều nước lo lắng. Nhưng mà các anh chị biết nè, tại sao Thiên An Môn xảy ra, tại sao Trung Quốc thực hiện giết người dân biểu tình đòi tự do dân chủ được năm 89? Tại sao? Nó có lý do các anh chị. Tại sao chỉ cần Gaddafi, một cái tên độc tài mà sử dụng chất độc hóa học, đúng không các anh chị, là lập tức bị liên quân của Liên Hiệp Quốc đánh sập chế độ độc tài luôn, xây dựng thể chế mới luôn, bầu cử lại, bầu cử tổng thống lại luôn. Tại sao? Tại sao các anh chị? Tức là bây giờ mà chỉ cần một nước nào đó mà dùng quân đội và bắn vào dân một cái là Liên Hiệp Quốc đánh liền á. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nó lên kế hoạch đánh liền á, đánh sập chế độ đó luôn, rồi giúp đưa quân gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc vô giúp cho dân tổng tuyển cử, bầu cử lại thể chế mới liền. Nhiều anh chị nói thời đó chưa có internet, không đúng đâu, năm 89 có rồi, nhưng internet chưa phát triển. Cứ họ cũng có nhiều thông tin bằng báo chí, thông tin bằng truyền tai, bằng truyền thanh, chắc chắn đủ có đủ hết. Nhưng mà bây giờ mà dân Trung Quốc nổi dậy với quy mô theo kiểu thân Thiên An Môn thì Trung Quốc vẫn tiếp tục làm một Thiên An Môn mới nữa. Tại Trung Quốc bản chất của cộng sản là mọi rợ, là quỷ dữ, nó phải giết người. Trung Quốc là con quỷ chúa trên thế giới này, nó với Nga bây giờ là quỷ chúa rồi. Thành ra là đó là một lý do thứ nhất, bản chất của quỷ chúa là phải giết người các anh chị. Mà có một cái lý do thứ hai rất là quan trọng để xảy ra Thiên An Môn, đó là Trung Quốc nó là nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Một một trong năm quốc gia lớn nhất thế giới này, hùng mạnh nhất thế giới này, bá đạo nhất thế giới này, nắm đầu hết cả thế giới này là Trung Quốc. Đúng không? Nước Anh, nước Mỹ, nước Pháp, nước Nga và nước Trung Quốc.
năm nước này gọi là chùm của thế giới này, nó quản lý hết loài người, nó là ông vua của loài người, tạm gọi như vậy. Thì khi một quốc gia nào đó, quốc gia độc tài nào đó mà dùng quân đội bắn vào dân, thì thường trực hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc nó sẽ lên kế hoạch đánh quốc gia đó. Thì năm thằng này nó ngồi nó họp, nó bỏ phiếu với nhau, miễn không có thằng nào chống, tức là không thằng nào phản đối kế hoạch đánh là nó đánh. Thì các anh chị có khi nào Trung Quốc nó ngồi nó lên kế hoạch để nó đánh nó không? Làm gì có, nó đâu có ngu gì. Nó đâu có ngu gì vậy các anh chị, đúng không ạ? Thành ra là Anh, Pháp, Mỹ bó tay, Nga với Trung Quốc thì nó binh nhau khỏi nói rồi, đúng không? Năm 89 thì còn Liên Xô nó binh Trung Quốc thì khỏi nói rồi, khối cộng sản với nhau mà. Thì Anh, Pháp, Mỹ bó tay, có muốn đánh, đánh đâu có được. Thì bây giờ Trung Quốc mà nó có giết 1,2 tỷ dân Trung Quốc đi nữa thì các anh chị cũng không làm gì được nó. Nó giết xong chỉ còn đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc sống trên đất nước Trung Quốc, đang sống trên một cái Trung Hoa lục địa mênh mang, không chừng vậy mà thế giới này yên bình. Cầu luôn, đúng không các anh chị? Nói điều này để làm gì à? Để quay trở lại các anh chị hỏi, có Thiên An Môn ở Việt Nam không? Việt Nam có phải là thường trực Hội đồng Bảo an không? Phải không? Chúng ta chỉ là thành viên, mà thành viên quèn thôi, lạng quạng, là nó quánh banh xác luôn, nó quánh cộng sản không còn cái quần để mặc luôn ở chợ đó. Mà có nhiều người sẽ nói như nè, đưa ra Hội đồng Bảo an để quánh Việt Nam rồi Trung Quốc nó phủ quyết thì sao? Trung Quốc nó phủ quyết thì sao? Cái việc mà của Trung Quốc á, thì chắc chắn là nó phải phủ quyết, nhưng mà việc không phải Trung Quốc thì sự phủ quyết nó chỉ là 50-50. Nhiều khả năng Trung Quốc nó vẫn binh Việt Nam, nhưng mà nó không thể binh một cách mà nó gọi là khốn khổ khốn nạn lộ liễu đến độ mà cả thế giới người ta đòi quýnh Việt Nam mà nó một mình nó không quýnh là không được. Nó không quýnh nó thì được. Nhưng mà nó không quýnh một thằng nào đó thì phải có cái lý do gì chứ, lý do không tại nó đàn em tao tao không quýnh thì đâu có được cái gì, đúng không ạ? Đúng không? Thành ra việc xảy ra Thiên An Môn ở Việt Nam là việc rất rất khó, gần như là không thể nào xảy ra được. Cộng sản Việt Nam không bao giờ dám dùng quân đội để bắn vào người biểu tình, không bao giờ dám dùng đâu các anh chị. Mà các nước, các vị thấy các nước ở châu Âu, các nước ở Mỹ, các nước như Úc, Nhật, Ấn Độ, những nước xung quanh chúng ta, họ không nói thôi chứ họ biết cộng sản nó thúi quắc, họ biết hết, họ không thích cộng sản, không nước nào thích cộng sản. Các anh chị đi hết các nước thì sẽ biết điều đó. Họ chờ có một cái cơ hội nào đó họ làm cỏ mày liền. Mày thử ơi, mày thử ơi, mày thử coi làm cỏ mày luôn á chứ đừng nói. Mà Trung Quốc không có thể nào đưa quân qua tiếp Việt Nam nếu mà liên quân của Liên Hiệp Quốc quá. Anh chị thấy đây là một cái mấu chốt rất là quan trọng để cho chúng ta đấu tranh dân sự á, đấu tranh dân sự là thắng á, chứ không phải giỡn đâu mấy các anh chị. Rồi cái điểm thứ hai là không bao giờ có Thiên An Môn ở Việt Nam là gì nữa? Quân đội của Trung Quốc hồi thời mà xảy ra Thiên An Môn á, là Trung Quốc nó phải điều những người dân tộc ít người á, quân đội ở vùng dân tộc ít người á, tiến về Bắc Kinh để tiêu diệt cái đám đám người ở Bắc Kinh. Các anh chị hiểu không? Điều người của dân tộc ít người á, không có phải là dân tộc Hán á, thì nó sẵn nó có thù hằn trong máu rồi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là họ nói với những người lính trẻ mà dân tộc ít người vùng xa này cái điều như thế này: những cái người đang tụ tập ở Bắc Kinh là những thế lực thù địch và phản động, những thế lực này là của phương Tây, những thế lực thù địch và phản động của phương Tây, những thế lực này cần phải giết. Thì những thằng lính mặc còn bún ra sữa thao trường có khi mới một tuần là đưa ra, mới vào thao trường đúng một tuần, mới vào lính quân ngũ có biết gì đâu, nhồi sọ mà có biết gì đâu, thì ra gặp người ta là bắn thôi, gặp người bắn thôi, chỉ huy kêu bắn, bắn là xe tăng thứ cán lên người thôi. Đó là lính thời Thiên An Môn năm 89. Trong khi quân đội của Việt Nam hiện giờ, quân đội của Việt Nam Cộng sản hiện giờ, cái thằng lính nào mà nó ngu nhất nó cũng có smartphone, đúng không các anh chị? Trước khi nó vào quân ngũ nó ngu nhất nó cũng học học tới lớp 10, lớp 11 gì rồi. Mấy thằng lính bây giờ nó có smartphone, mà thằng nào có smartphone nó đều có gia đình, nó có được Facebook, nó đều có Zalo, nó có Viber, nó, đúng không các anh chị? Và nó là con em của chúng ta, đúng không ạ? Khác hoàn toàn với lính hồi thời xưa, và nó đều là lính người Việt, đúng không các anh chị? Nếu mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chỉ cần mà tích tắc mà có một cái ý gì đó mà muốn chỉ đạo quân đội bắn giết vào dân, thì chúng ta có con em mình không? Hôm nay chúng ta ngồi ở đây để làm gì?
để gieo mầm tự do cho mình không hả? Con em mình bỏ hả? Chúng ta có con em, có bạn bè, có con cháu đang đi lính không? Đang đi lính cho quân đội cộng sản không? Trời ơi, những cái điều mà chúng ta đang nói với nhau xong nói cho nó biết. Cái live stream của Huy về nguồn gốc của quân đội nhân dân Việt Nam nó sao không cho nó nghe? Nó nghe rồi thì có bắn vào dân không anh chị? Chúng ta nói những điều này cho nó nghe, nó có giết dân không? Hay là nó quay lại nó giết thằng lãnh đạo? Mày xúi tao bắn dân trong khi quân đội từ dân mà ra. Tao ăn cơm của dân, dân đang nuôi tao, mày xúi tao bắn dân. Mày chính là thế lực thù địch. Mày là thằng Hán Giang, mày là thằng Trung Cộng, bắn cái đùng chết quen chỉ huy. Lúc đó chuyện gì xảy ra? Chúng ta rất là khó xảy ra thiên an môn mà chúng ta có những thứ nó còn lợi hại hơn Trung Quốc nữa. Chúng ta có những thứ là các anh chị nhìn thì bi quan vậy thôi, chứ Việt Nam có những thứ lợi hại hơn Trung Quốc rất là nhiều. Và thời bây giờ là thế kỷ 21 rồi các anh chị. Nha các anh chị. Chị Mai Khanh, chị hỏi Huy cho chị hỏi, ngoài giáo dục tình yêu thương cho con cháu thì có cách nào để vực dậy nội lực trong từng người? Dạ, thật ra chị Mai Khanh và các anh chị, thế hệ trẻ chúng ta, em chúng ta, con chúng ta, cháu chúng ta, mà chúng ta chỉ cần làm cái việc chúng ta giáo dục được tình yêu thương cho tụi nó thôi là chúng ta thắng rồi. Thắng tới nơi rồi đó. Thắng rồi. Chúng ta chỉ cần vài năm sau tụi nó lớn lên là cả một cái thế hệ. Các anh chị biết không, khi mà chúng ta sống bằng tình yêu thương, tình yêu thương chân chính thật sự các anh chị, là chúng ta ngoài thương yêu lẫn nhau, thương yêu gia đình, thương yêu mình, thương yêu chính mình, thương yêu lẫn nhau, thương yêu mọi người, thì chúng ta còn tình yêu thương nó giúp chúng ta một thứ, đó là sự công chính. Khi chúng ta có sự yêu thương, sự công chính, chúng ta sẽ biết giúp đỡ những người mà xung quanh chúng ta thấy ai cũng đáng thương, mà thấy thằng ác là thấy ghét liền à. Thấy thằng độc tài là nó cực ác rồi đúng không, là thấy ghét, là cực thấy ghét. Là các anh chị hiểu không, lực lượng đông lắm, lực lượng đó là giáo dục được tình yêu thương là hay lắm rồi. Còn ngoài ra muốn vực dậy nội lực của từng người thì trong từng mỗi gia đình đó các anh chị, con em của mình, cháu của mình, bạn bè của mình, thế hệ trẻ sau này, chúng ta biết mỗi một người á, một cá nhân, một cá thể, họ có một cái ưu điểm gì, có cái xu hướng gì, đúng không ạ? Cái ưu điểm, cái xu hướng đó mình khuyến khích và hãy tạo điều kiện cho họ tự do phát triển cái năng khiếu của họ, tự do phát triển năng khiếu của các em. Khi các em tự do phát triển được năng khiếu các em thì nội lực các em rất là mạnh và các em rất là tự tin. Vừa tự tin, vừa bản lĩnh, vừa mạnh mẽ, vừa sống biết yêu thương và biết quan tâm mọi người xung quanh nữa, và có sự công chính nữa, thì chúng ta có một thế hệ kế tiếp rất là mạnh mẽ, có lực lượng rất là đông. Cảm ơn các anh chị. Ok, Huy sẽ trả lời các câu hỏi mới. Bạn Sa Hoàng, Huy có nhận xét gì về việc một số người loan tin quân đội sẽ tìm và thủ tiêu tất cả những người đăng hoặc share bài chống cộng? Dạ, Huy cũng có theo dõi và có nghe thông tin về một số người, một số Facebooker cũng khá là nổi tiếng, loan cái tin là quân đội Cộng sản Việt Nam đang tìm và thủ tiêu những Facebook nào mà đăng thông tin chống cộng. Họ cũng thông báo mấy ngày liên tục các anh chị, nhưng mà cũng hơn một tuần rồi đúng không các chị, cũng một tuần rồi. Thì cho Huy hỏi là cho tới bây giờ thì có Facebook nào chống cộng ở Việt Nam bị quân đội thủ tiêu chưa? Có chưa các anh chị? Có không các anh chị? Ví dụ giùm Huy à. Bạn Hoài Niệm nói chết lấy đâu mà nói, trời, một người chết rồi gia đình họ đâu? Các anh chị, người chồng chết người vợ không biết la làng hả? Người anh em chết anh em trong nhà không biết la làng hả? Có bạn nói có anh Tấn,
Anh Tấn chứ, anh Tấn bị giết trước khi cái tin này được tung ra mà. Đúng không các anh chị? Đúng không các anh chị? Vậy thì chúng ta chờ thêm tuần nữa vậy. Có anh chị nói là xe quá trời có sao đâu. Có người mới nói nè. Xe quá trời có sao đâu. Trời, bạn bè của tôi đang sống, làm việc công khai, mặt mũi bình thường, hàng trăm người, xe rồi đăng rồi là viết status rồi ảnh hình đủ thứ hết trơn luôn. Có người chửi đích danh Nguyễn Phú Trọng lú luôn, có sao đâu. Vậy chúng ta chờ thêm tuần nữa đi ha, nha các anh chị, hay chờ thêm năm nữa, thôi chờ tới 2020 đi rồi tính. Nếu quân đội mà làm cái chuyện mà đi tìm từng Facebooker mà đăng thông tin chống cộng hoặc share thông tin chống cộng để mà thủ tiêu á, thì quân đội này chắc độ khoảng 10 triệu quân. 10 triệu quân. Chớ chở cỡ tình 400.000 quân như Việt Cộng bây giờ làm sao mà đi tìm cho nổi. Hả các anh chị? Làm sao mà đi tìm cho nổi? Tìm chỗ ở một người cũng dễ lắm mà. Các anh chị. Và quân đội như tôi nói là quân đội Việt Nam các anh chị, họ cũng là những người quân, nghĩa là người Việt Nam thôi. Họ đâu có khùng. Khùng đến độ người ta đăng Facebook mà đi giết người ta. Trời ơi, đất nước gì mà vô pháp kỷ vậy? Đất nước gì rừng rú vậy? Chỉ có công an thì mới đập đầu và cắt cổ người ta, tại vì bọn công an là còn đảng, còn mình, còn quân đội tôi chưa thấy quân đội nào giết dân. Chưa thấy nha các anh chị. Đánh dân có rồi, móc súng và dọa dân có rồi. Có luôn, nổ súng lên trời đùng đùng có luôn rồi, chưa thấy quân đội giết dân. Quân đội giết dân lớn chuyện lắm á. Vui lắm á, chứ không phải đơn giản đâu nha các anh chị. Và các anh chị biết mới đây một Facebooker cũng khá là nổi tiếng, bạn trẻ, bạn Nguyễn Pen ở Sài Gòn, đi Đắk Lắk không à, đi Đắk Lắk đi Buôn Ma Thuột cái gì đó, bị cộng sản bắt xong cũng thả ra chứ làm gì nhau. Làm gì nhau? Thì hỏi bà Nguyễn Ben coi quân đội bắt hay là công an bắt. Các bạn quân đội mà các bạn quân đội trẻ bây giờ các bạn làm ơn các bạn tạo Facebook giả cũng được nữa, tạo Facebook ảo gì nói chuyện với các bạn bè mình cho hiểu tình cảnh. Các bạn quân đội bây giờ súng không có đạn. Cộng sẽ Việt Cộng nó chỉ đạo là không được để đạn vô trong súng. Không cho băng đạn không à, không có đạn. Quân đội mà cầm cái súng mà rung như cày sấy vậy nè. Bà mẹ nó bữa nào quân ca mà nó tiến qua một cái là đứng giang tay cho nó bắn, lấy cái gì mà bắn. Quân đội bây giờ trong cảnh như vậy á mà đòi đi tìm dân để tiêu diệt cái gì? Quân đội cái thân quân đội lo còn không xong. Chỉ có mấy thằng tướng tá nó rửng mỡ nó lo nhà cửa vợ con đi nước ngoài hết rồi. Vài bữa nữa quân cam qua nó bắn từng thằng một cộn xong nó ở đó mà đi tìm dân mà tiêu diệt gì, làm ơn đừng có đưa mấy thông tin này nữa. Xin các anh chị tập trung những nhiệm vụ xây dựng lực lượng, làm ơn từ đây tới 2019 lật đổ thằng Việt Cộng dụng cái để thôi rơi vào tay Trung Cộng rồi nó tìm nó diệt từng thằng thiệt luôn á, mà lúc đó là Trung Cộng nó tìm diệt các anh chị. Bạn Teresa Thảo, Teresa Ngân Phạm, không biểu tình dẹp cộng sản thì 2 năm nữa tàu nó sang không cần xe Facebook nó cũng thủ tiêu. Nói thay lời nói của mọi người luôn rồi đó. Anh Thanh Hoàng, người dân bao giờ được bầu trực tiếp nguyên thủ quốc gia của mình? Khi nào chúng ta có một thể chế chính trị mới, thể chế chính trị đa nguyên, chúng ta có một quốc hội đa nguyên, có một hiến pháp mới, hiến pháp tôn trọng tự do, dân chủ và nhân quyền, thì khi đó chúng ta mới có một cái cuộc bầu cử tự do, gọi là bầu trực tiếp nguyên thủ quốc gia đó các anh chị. Tại sao ạ? Tại vì chúng ta không có
không có một cái hiến pháp tự do, hiến pháp mà đa nguyên, thì quốc hội đang nằm trong tay của một đảng một à, chứ không phải là quốc hội đa đảng. Thì cái đảng đó nó điều khiển quốc hội soạn ra luật phục vụ cho đảng đó, và thậm chí khi chúng ta bầu cử thì nó cũng soạn ra chương trình bầu cử phục vụ cho đảng của nó. Quốc hội cũng toàn là người đảng của nó. Thì quốc hội là bầu ra chính phủ mà, tức là nguyên thủ quốc gia là chính phủ. Thì khi quốc hội nó ngồi nó bầu chính phủ, nó bầu toàn là người của đảng nó, thì cuối cùng dân chúng ta không có được bầu nguyên thủ quốc gia nào nữa. Phải có một cái thể chế chính trị đa nguyên, đa đảng phái, đa thành phần, đa lực lượng, có một cái hiến pháp mới, có một quốc hội mới, thì chúng ta mới bầu trực tiếp nguyên thủ quốc gia được, thậm chí bầu trực tiếp tỉnh trưởng, huyện trưởng và xã trưởng được nha các anh chị. Bạn Trần Đình Nguyên: đứa nào làm tè le mà không bị bắt là an ninh cộng sản. Cái tư duy của bạn Trần Đình Nguyên này nhiều người nghĩ lắm nè, có đúng gì không các anh chị, đúng không ạ? Mới có một bạn gì còm là anh Dũng vô ba gì ở Hà Nội chửi tan nát mà không bị bắt, cái bạn Nguyên bạn nói vậy. Có không, chúng ta có tư duy này không? Tức là có những người họ hoạt động chống độc tài, chống cộng sản, chống quan chức nhà nước rất là dữ mà không bị bắt, cái chúng ta nghĩ nó là an ninh, có không ạ? Có không các anh chị? Tôi cũng bị nghĩ là an ninh hoài gì. Người yêu thương nhất của tôi cũng từng nghĩ tôi là an ninh, nhắn tin chừng 3 tháng không trả lời, nghĩ là an ninh. Giận luôn. Mất của nhau hết 3 tháng yêu nhau. Cứ thấy ai mà không bị bắt là cứ nghĩ là an ninh, thì cái này cũng không đúng đâu nghe các anh chị, không phải gì đâu. Tội nghiệp cho những người đấu tranh thật sự. Các anh chị biết vì sao cộng sản bắt người? Cộng sản luôn luôn có lý do để bắt người, luôn có lý do, chứ không là bắt người không lý do. Cộng sản không có làm, cộng sản không làm. Bắt người đó có lợi không? Hoặc là cái tên này nè, cái tay này nè, cái tay này hoạt động mà nguy hiểm với nó không? Nguy hiểm là nó phải bắt chứ không nguy hiểm cho nó. Cái tên này đang đập đổ nồi cơm của một thằng nguyên thủ quốc gia nào đó không? Đang khui bí mật động trời của một thằng nguyên thủ quốc gia nào không? Thì cái thằng nguyên thủ đó mà nó đang nắm quyền, nó chỉ đạo bắt. Nhưng mà khi mà nó đang nắm quyền, nó chỉ đạo bắt, cái thằng nguyên thủ bự hơn mà ghét nó, ê mày không được bắt thằng đó, là nó cũng không dám bắt luôn. Nó có cái sự tình, cái sự đời, nó có ngộ vậy đó các anh chị. Ở Việt Nam nó nhảm nhí đó. Nó nhảm nhí vậy đó các anh chị. Rồi có một loại nữa à, bắt thằng này xong có đổi được đô la của nước ngoài không? Thế thằng này nó có phải là một nhân vật nổi tiếng để cho đại sứ quán Hoa Kỳ can thiệp không? Đại sứ quán các nước châu Âu can thiệp không? Cho Liên Hiệp Quốc can thiệp không? Tổ chức phóng viên không biên giới lên tiếng không? Human Rights Watch lên tiếng không? Những tổ chức này mà lên tiếng á thì nó mới bắt. Tại sao ạ? Tại vì nó bắt thì nó sẽ được thương lượng với các quốc gia khác. Thả ông này ra, trục xuất ông này đi định cư nước ngoài thì tôi được viện trợ cái gì? Cộng sản á, gì? Gì cộng gì á? Cái này gọi là buôn dân á. Bán nước thì bán cho Trung Quốc, buôn dân là bắt những người mà bắt đầu chính kiến rồi đổi đô la, là buôn dân á. Thì nó mới bắt. Còn những người mà gọi là tào lao, mía lao, nhảm nhí, nó bắt làm chi? Thậm chí những thằng bên ngoài các anh chị thấy dường như là nó chống, nhưng thật ra là nó đang phục vụ lợi ích cho cộng sản, thì nó bắt làm chi? Có những nhân vật nó dựng lên để chống luôn nữa. Cộng sản nó dựng người lên để làm bộ chống cộng luôn, để nó dụ người ta vô theo nó. Đi miết, đi bậy, đi riết, không thấy cộng sản sụp đổ, thấy cộng sản ngày càng mạnh hơn. Có những tổ chức nó dụ các anh chị vô đó, chủ trương của nó làm cho cộng sản tốt đẹp hơn, bắt mấy thằng đó làm chi? Chừng nào bị lột mặt nạ, bị giặt ra, này dân chủ cội, này dân chủ của đảng dựng lên thì nó mới làm bộ nó bắt. Nó bắt lại cho nó đỡ quê. Nó với lại nó bắt, nó lấy số má, nó làm bộ nó bắt này xong rồi sao đó. Hay là nó chi nã thằng này, rồi này chạy, rồi đi qua nước ngoài tiếp tục hoạt động, làm bộ chống cộng bên kia, nhưng thực ra làm tình báo, bán tin về cho nó. Bên hải ngoại có ai hoạt động như thế nào, tổ chức để làm sao dân dân.
là muốn bắt thì nó cũng đủ thứ lý do để nó bắt hết vậy đó các anh chị. Có nhiều anh chị nghe chắc không hiểu nổi đâu đúng không ạ? Không hiểu nổi đâu, nhưng mà cộng sản nó khủng khiếp lắm. Mà các anh chị hiểu nhức đầu lắm, thôi đừng hiểu. Chúng ta chỉ cần làm thành lập lực lượng lật đổ nó cho nó khỏe. Nghĩ nhiều quá mệt lắm, nghe các anh chị. Anh Phạm Thái, à, chào Huy, Huy làm rất hay, xây dựng lực lượng rất tốt. Huy có nhìn thấy tổ chức nào hiện nay có khả năng sử dụng được lực lượng để làm một đột biến cách mạng không? Cảm ơn anh Phạm Thái đã khen ngợi. Thật ra là Huy không dám nhận lời khen ngợi của anh, à, tại vì thật ra Huy đâu có làm gì đâu các anh chị. Có nhiều anh chị hiểu lầm, đặc biệt là các bạn dân chủ cụi, dân chủ của đảng. Trời ơi, tự nhiên thù tôi, ngộ. Tôi có làm gì đâu. Huy có làm gì đâu. Huy chỉ truyền cảm hứng tự do cho các anh chị. Các anh chị thích truyền điều đó cho người khác. Huy truyền kiến thức về dân chủ cho các anh chị, thích truyền cho người khác. Huy truyền những thông tin của các quốc gia mà Huy học được hoặc đọc được cho các anh chị. Thích các quốc gia đó, không thích truyền cho người khác. Được không ạ? Còn không thích thì thôi, không thích vô đây nghe làm chi. Đúng không? Huy không có làm gì hết. Còn cái xây dựng lực lượng, lực lượng đâu? Đó là nhu cầu của Việt Nam cần, chứ đâu phải Huy cần. Huy không có cần. Bản thân tôi không hề cần lực lượng. Một mình tôi sống khỏe. Thì tôi làm hay lúa miền Tây mà tôi sống khỏe lắm. Có cơm ngày ba bữa, rồi có cá ăn, có rau đồng ăn là tôi chịu rồi. Lực lượng là Việt Nam cần, đâu phải Huy cần. Huy đâu có xây dựng làm cái gì. Đúng không các anh chị? Tất cả những hoạt động của Huy mà chúng ta xây dựng được lực lượng được á, thì con cháu chúng ta hưởng. Tại sao mà chúng ta có lực lượng đem đến tự do cho con cháu mình chứ ai? Có con cháu tôi nữa, tôi đồng ý. Tôi nỗ lực vậy là tại vì tôi nhìn thấy con cháu tôi trong đó nữa. Tôi đồng ý. Chết trời ơi, bản thân tôi đi kiếm tự do một mình tôi khỏe ru. Tôi nói thiệt các anh chị. Tôi nói nhiều khi các anh chị buồn, tôi muốn đi nước ngoài với ợt. Với ợt. Có người rước tôi đi cái rạc liền. Làm đám cưới thiệt luôn chứ đừng đám cưới giả. Quá dễ để làm chuyện đó. Và tôi xin làm ở một công ty nào đó, một công ty truyền thông nào đó, họ bảo lãnh tôi đi làm cái một. Đi kiếm tự do dễ ở cả, mà đi kiếm không được. Thiệt lắm đó chị, dở lắm mới kiếm được. Tất cả những gì tôi làm là gì? Là tại Việt Nam cần thôi, chứ tôi không cần. Và chừng nào mà ai mà thấy được lực lượng này, có thể nói là do tôi mà ra cũng được, hoặc là không cũng được, tôi không cần. Lực lượng này là tốt cho con đường của tôi. Họ tự nhiên họ thấy được điều đó thì họ dùng, thì họ thông minh. Họ biết dùng thì họ thắng. Họ dùng thì họ thắng cộng sản, thắng cộng sản thì họ tiếp quản chính quyền, họ đạt được những cái vị trí nào đó trong quốc hội, họ được lợi này lợi kia vân vân. Chứ tôi có nằm gì trong đó đâu, tôi có dính dáng gì tới họ đâu. Còn mà khi mà họ không thấy được, họ nói trời ơi cái thằng này đang xây dựng lực lượng, nó làm cái gì đây, nó tính làm tổng thống cái gì đây, tiêu diệt nó thì ngu chết bà. Ngu hơn con cúc cu. Chứ là sao ạ? Thì các anh chị mà đang ủng hộ tôi, đang đi theo tôi, nhìn thấy trời ơi thằng quỷ này tự nhiên tối ngày cái chống Quy. Thằng Quy nó nói có gì sai đâu chống Quy. Mai mốt mà mấy thằng này ứng cử làm gì mà được phiếu. Nhìn cái mặt thấy ghét rồi, nhìn mặt giống dân chủ cụi rồi ai mà đậu. Đúng không ạ? Mai mốt mà có tự do ứng cử thì sao mà được phiếu. Tức là không có biết sử dụng lực lượng có sẵn. Người ta đang truyền cảm hứng, người ta đang tạo ra lực lượng mà anh không biết sử dụng lực lượng, anh đi diêm dập, anh đi không làm, mà anh ước mơ làm chính trị. Mấy anh này tôi nói thiệt với anh chị nghe vui lắm, mấy bạn này vui lắm, mấy anh mấy chị mấy bạn này vui lắm, về nhìn dễ thấy lắm. Hà Nội Sài Gòn đều có chứ, rảnh lắm. Những người tên tuổi rất là nổi tiếng trong làng đấu tranh dân chủ, nổi tiếng lắm nha. Nhưng mà từ khi cái phong trào xây dựng lực lượng mà tôi truyền cảm hứng xuất hiện, cái bắt đầu họ nghỉ đấu tranh luôn. Họ quay qua họ làm một cái việc chuyên nghiệp luôn, đấu tố. Nghĩ đấu tranh chơi trò đấu tố. Mà tôi khoái lắm các anh chị. Tôi khoái mấy bạn mấy anh chị này lắm. Tại sao các anh chị biết không? Tại vì họ nói gì thì nói, tôi thấy họ là dân chủ nửa mùa, họ là dân chủ cụi, họ là xạo, xạo ke, xạo mèo. Tại vì anh đấu tranh dân chủ là miễn làm sao dân có nền dân chủ thì anh làm. Đúng không ạ? Mà người ta đấu tranh làm sao để cãi người ta.
anh cần phải khuyến khích người ta, thậm chí anh phải liên binh liên kết với người ta. Người ta làm hay anh phải học, người ta có lực lượng anh phải mừng, là trời ơi dân tôi sắp được dân chủ rồi. Còn đằng này tự nhiên thấy có lực lượng rồi đó, nó nở ra rồi cái đồng trời ơi thôi bỏ đấu tranh đi, quay lại phải dìm thằng này, dập thằng này mới được. Mà khổ cho họ thiệt, bao nhiêu năm họ ủ mưu, họ ủ mưu, họ đấu tranh dân chủ mà họ không có dám lật đổ cộng sản. Họ đấu tranh dân chủ, họ gom dân vô, họ gom hàng ngàn người đi theo họ, hàng ngàn người trong ít các phong trào lớn của Hà Nội, Sài Gòn luôn anh chị, hàng ngàn người đi theo họ, nhưng mà không bao giờ cho người ta lật đổ cộng sản, không bao giờ xây dựng lực lượng để lật đổ cộng sản, không bao giờ xây dựng lực lượng để tổng biểu tình, không bao giờ xây dựng lực lượng để bất tuân dân sự. Là sao? Là sao? Là đấu tranh cho cái gì? Mà tôi nói đi nó lại là cộng sản. Mà suốt các thể chế độc tài, đặc biệt là độc tài cộng sản trên thế giới này, suốt chiều dài của nhân loại, lịch sử chứng minh rằng cộng sản chỉ sụp đổ khi bị biểu tình thôi. Bị biểu tình với bất tuân nhân sự nó mới sụp đổ thôi. Chứ cộng sản nào mà từ bỏ quyền lực thì tự nhiên trao trả quyền hành cho dân, tự nhiên trận lúa một ngày đẹp trời đi ra Ba Đình, tôi già cả yếu đuối rồi, thôi tôi không làm độc tài nữa đâu, bây giờ đảng cộng sản tuyên bố giải tán, bây giờ giải tán quốc hội, giải tán chính phủ, bây giờ dân đi bầu cử lại đi, bây giờ đá đảng đi. Có không các anh chị? Có không? Thằng lú nó có làm chuyện đó không? Các anh chị nghĩ thằng lú nó làm chuyện đó không? Mà những anh chị dân chủ này ngồi ủ mưu, ngồi chờ cộng sản làm gì á, chờ cộng sản làm chuyện đó đó, chờ cộng sản tốt hơn, chờ nó bàn giao quyền lực, chờ nó chuyển giao quyền lực. Đặng chi các chị không, đặng ta có hàng ngàn người mà, ta là những gương mặt dân chủ vĩ đại mà, không, ta là chùm big boss dân chủ mà, thế nào nó cũng bàn giao một chân cho ta ở trong nội các thôi, chạy đường nào khỏi. Ngồi ủ mưu, yểu miêu. Quỷ thần ơi, ọp. Mà một đống mấy ngàn người đi theo, ọp theo nó. Một ngàn năm sau nó cũng không chuyển giao. Nằm mơ, nó chuyển giao đất nước này cho Trung Quốc thì có. Nó mà chuyển giao cho mấy anh dân chủ, mấy chị dân chủ, nằm mơ. Ngu cũng ngu gì, chừa chỗ cho con cúc cu nó ngu chứ. Đúng không các anh chị? Chúng ta chỉ có một con đường duy nhất là chúng ta đánh thức lẫn nhau. Đánh thức lẫn nhau, chúng ta xây dựng lực lượng, chúng ta liên kết lật đổ thằng Việt Cộng thì chúng ta mới có dân chủ được. Và lúc đó thằng nào giỏi thì lên làm lãnh đạo. Trời thần đất lỡ. Tôi nói thiệt với các anh chị, có nhiều cô dì chú bác có lẽ là buồn tôi lắm, nhưng mà tôi nói đi nói lại, tôi nói hoài, tôi nói thiệt nghe, lót vàng quỳ lại tôi vô nổi cá. Đã có nội các, tôi nói thiệt, năn nỉ, chủ động năn nỉ tôi tham gia, tôi không có ước mơ. Mấy anh chị rảnh quá, mấy anh chị rảnh dữ lắm, rảnh. Tôi không có ước mơ làm chính trị, tôi không phải là con người của chính trị. Các anh chị có thấy ai làm chính trị mà nhõm nhí gì không? Có thể tôi có khiếu làm truyền thông, ok, tôi là một nhân vật truyền thông, tôi nghĩ tôi làm điều đó được, tạm được. Tôi không ước mơ làm chính trị, tôi chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ làm ông này bà nọ, tôi không bao giờ yểu miêu. Thành ra câu trả lời mà tôi dành cho các anh chị là tất cả các anh chị, những người ở đây đang xây dựng lực lượng để làm gì, sẵn tôi minh định với nhau luôn, để chúng ta có tự do cho bản thân mình và con cháu của mình, chứ không phải cho ai hết, không phải cho tôi luôn nữa. Trời ơi, tôi không có rảnh đâu. Ước mơ vĩ đại lớn nhất của đời tôi nhắc lại và tôi chia sẻ với các anh chị là tôi thấy quê hương của tôi được tự do, con cháu tôi được sống trong một đất nước Việt Nam tự do, cường thịnh và văn minh. Và tôi được nắm tay với nửa yêu thương của tôi, một nửa yêu thương của tôi. Tôi đi khắp chiều dài của đất nước. Tôi đi đến chỗ nào đó, tôi ăn món ở đó, tôi chơi ở chỗ đó, tôi không bị độc hại của Trung Quốc. Tôi không bị ăn cướp, ăn trộm, ăn giật, tôi không bị đập đầu, cắt cổ, tôi không bị xét hộ khẩu, không bị xét lý lịch. Tôi đi tắm biển không gặp mấy thằng khờ hả? Tôi đi lên rừng tôi không gặp tụi lâm tặc. Tôi đi dọc chiều dài đất nước rồi xong. Con cái tôi lớn lên được học ở trong một cái thể chế giáo dục tự do và văn minh, nhân bản, học miễn phí.
Dĩ nhiên chúng ta có thể chế chính trị tự do là đất nước chúng ta được con cháu được học miễn phí, bệnh già hai vợ chồng tôi được khám bệnh miễn phí, vậy nữa rồi cuộc đời vậy mới vui. Rồi rảnh rảnh tới kỳ bầu cử nhìn mặt nào thấy ghét cả tao gạch mày thấy bà mày luôn, nào dễ thương mà giống tao tao bầu, nào thấy ghét tao gạch thấy bà mày luôn. Trời ơi sướng không các anh chị, sướng không? Làm chủ đất nước sướng muốn chết, đi ử mưu đi yểu niêu làm chính trị rảnh quá trời rảnh. Trời ơi bệnh nặng. Thành ra đừng nhắc chính phủ ông Đào ở đây nghe, tôi chuyển cái chính phủ đó lắm nghe anh chị. Thành ra tôi trả lời câu hỏi các anh chị, nó cũng là cái chia sẻ cuối tuần, là chúng ta xây dựng lực lượng cho con cháu mình các anh chị ơi, chứ đừng có xây dựng lực lượng cho một đảng phái chính trị nào đó hay một lực lượng chính trị nào đó. Bây giờ mà còn còn ủ mưu là thấy mệt lắm anh chị. Xây dựng dân chủ, giá trị tự do dân chủ trong mỗi con người chúng ta, truyền giá trị đó cho mỗi con người xung quanh, thì lúc đó chúng ta sẽ chọn được những nhân vật xuất sắc nhất cho bộ máy chính phủ của mình. Người nào chúng ta chọn cũng sẽ có cái xuất sắc đó. Chúng ta hôm nay chúng ta ngồi đây chúng ta chửi ông tổng thống này của Mỹ, bên ông tổng thống kia của Mỹ, nhưng thật ra ông tổng thống mà chúng ta chửi cũng tốt hơn mấy thằng lãnh đạo của Việt Nam, đúng không? Đúng không các anh chị? Cha Obama hèn yếu nhột, đúng không? Thân Trung Cộng, thân Hồi giáo, tệ vậy đó, tệ vậy lắm, tệ vậy đó, nhưng mà dù sao cũng tốt hơn trọng lúa của mình, tốt hơn 1.000 lần, đúng không các anh chị? Hãy xây dựng tự do đi, rồi lúc đó chúng ta tự do chọn người mà chúng ta muốn, chứ yểu miêu ngồi mấy thằng yểu miêu thằng mệt mà chịu lắm. Rồi không còn thời gian, tôi chọn một câu hỏi ngẫu nhiên nữa thôi nghe các anh chị. Anh Đức Nguyễn, trong nỗ lực nâng cao dân trí thì theo Quy cho mình hỏi còn có ai để dân Việt mình tin và nghe nữa. Cảm ơn Quy. À, cảm ơn anh Đức Nguyễn. Thực ra nhiều người đang đang gọi những công việc của Huy và các anh chị đang làm livestream chia sẻ kiến thức truyền thông là khai dân trí, nâng cao dân trí dần dần. Nhưng mà thật ra các anh chị không phải. À, tôi nói thiệt các anh chị không phải vậy đâu. Tại sao ạ? Tại vì những cái gì mà tôi nói hay là những cái gì mà tất cả các anh chị khác nói là thật ra người ta biết hết à. Người ta biết chứ không phải người ta không biết đâu. Cái này anh A không biết thì chị B biết. Cái mà chị B không biết thì anh C biết. Cái anh C không biết thì chị D biết. Nhưng mà vấn đề ở chỗ gì ạ? Là chúng tôi như Huy và các anh chị á, các anh chị mà đang làm công việc này, chúng tôi dành mỗi một ngày vài tiếng đồng hồ để chúng tôi ngồi, chúng tôi sưu tầm tin tức tài liệu, tất cả những gì chúng tôi đã từng đọc được, đã từng học được, và những gì chúng tôi sưu tầm được chúng tôi hệ thống lại thành những chuyện mà tôi nghĩ rằng chúng ta cần trao đổi với nhau, rồi tôi đưa những thông tin đó lên cho tất cả mọi người. Anh A sẽ biết luôn chuyện của chị B và biết luôn chuyện của anh D và chuyện của chị C, chúng ta cùng biết với nhau hết một lần. Tức là tôi làm cầu nối cho kiến thức vậy đó. Có thể có những cái tôi sưu tầm thì nó theo thiên kiến chủ quan và theo nguồn tài liệu của tôi, chưa chắc cái gì nó cũng chính xác, không phải vậy đâu. Các anh chị khác cũng vậy, chưa chắc cái gì cũng chính xác nghe các anh chị. Tuy nhiên ở cái mức độ trao đổi qua lại với nhau thì chúng ta sẽ ngày càng có được sự thật, ngày càng có được thông tin chính xác. Và chúng ta làm cái việc này để làm gì ạ? Không phải là dân trí mà là gì? Là để đánh chặn cái mặt trận truyền thông của Đảng Cộng sản. Mặt trận truyền thông của thằng Việt Cộng với thằng Trung Cộng á, nó gây nhiễu, nó làm cho con em chúng ta ngày càng gọi là nghe tầm bậy, xem tầm bậy, đọc tầm bậy. Mà những cái thứ nó nhồi vào đầu tầm bậy đó thì làm sao mà tạo ra thế hệ trẻ mà nó đúng được. Chúng ta muốn con em chúng ta tốt không? Muốn con em chúng ta tốt vậy đúng không? Muốn con em của mình tốt vậy đúng không? Khỏi cần nghĩ chuyện gì xa mất công lắm. Con của mình đẻ trong nhà là muốn nó đúng không? Muốn nó tốt không? Muốn nó yêu thương cha mẹ, yêu thương anh chị em, yêu thương tất cả mọi người, yêu thương nhân loại, yêu thương từng con thú, con vật, yêu thương thiên nhiên. Hay là nó muốn chỉ yêu lãnh tụ hồ à? Các chị muốn làm sao?
Nếu muốn thì chúng ta làm công việc này nữa. Tức là chúng ta đưa sự thật với nhau, ngày càng sát lại gần nhau, thì chúng ta truyền sự thật cho nhau, rồi chúng ta truyền sự thật cho con em của mình. Thì ngày một, chúng ta sẽ có những cái lực lượng người biết sự thật. Và những người biết sự thật này là những người gì? Những người thức tỉnh. Không biết thì đâu thức tỉnh được. Còn khi biết và thức tỉnh thì họ sẽ làm những việc thay đổi xã hội, thay đổi cái bộ máy thể chế chính trị và thay đổi cái nền văn hóa đang xuống cấp suy đồi một cách nghiêm trọng. Đó, đây là công việc của chúng ta đang làm. Thì cái này không phải là khai dân trí, nghe anh chị, không phải. Tôi nghĩ đây không phải đâu, chúng ta có lẫn lộn rồi đó. Chúng ta đang làm một cái mặt trận truyền thông để kết nối lẫn nhau thì nó mới đúng. Gọi nó là truyền thông thì mới đúng, chứ không có gọi là khai thông. Khai thông để kết nối lẫn nhau thì đúng, chứ không có khai dân trí, nghe anh chị. Tại chúng ta biết hết mà trí, cái gì mà trí. Những cái điều mà chưa biết nói ra thì mới là trí. Còn này biết hết rồi, nhưng mà có người biết chốt gáp lại, được không các anh chị? Thì trong cái mặt trận truyền thông thì để gọi là niềm tin đó, độ tin cậy á, thì nó có cái điều gì? Tại tôi học ngành truyền thông thì tôi chia sẻ ngắn gọn với các anh chị dễ hiểu là trên mặt trận truyền thông á, thì thường độ tin cậy người ta hay dựa vào cái lượng người xem. Cái số lượng nó quyết định chất lượng, nó có cái yếu tố này, mặc dù nó không có tuyệt đối nha anh chị. Thì các anh chị coi những cái Facebooker nào mà lượng người xem đông thì độ tin cậy cao. Tuy nhiên các anh chị hãy coi ở cái này nó đúng tuyệt đối, nó gần như tuyệt đối ở nước ngoài. Ở Việt Nam thì coi chừng. Coi chừng, có những Facebooker gọi là ngàn like ở Việt Nam nhưng mà do đảng dựng lên. Cẩn thận nha các anh chị, do đảng dựng lên nha. Là họ cũng đăng tin, họ cũng này dẫn dắt, nhưng mà họ dẫn dắt dư luận đi theo cái hướng mà không bao giờ ảnh hưởng gì tới đảng cộng sản, không bao giờ ảnh hưởng gì tới sự độc tài. Ok anh chị, tức là cái nguyên tắc thứ nhất là lượng người xem. Giống như tờ báo nào phát hành nhiều thì tờ báo đó có uy tín, đài truyền hình nào mà nhiều người xem thì đài truyền hình có uy tín. Thì tương đối phải, ở Việt Nam là chúng ta phải biết nó phải linh hoạt, tương đối phải, nghe các anh chị. Cái thứ hai là cái chất lượng của cái bản tin, cái thông tin mà người đó mà chuyển giao cho các anh chị. Các anh chị vào cái Facebook đó, các anh chị đọc, các anh chị thu nhận được cái gì? Mỗi một ngày các anh chị đọc, họ có thể đưa một tin thôi, mà các anh chị thu nhận được cái gì? Cái hàm lượng chất xám ở trong đó, cái tri thức ở trong đó, cái kiến thức ở trong đó, hoặc là cái quan niệm, cái ý niệm ở trong đó, hoặc là cái chất nhân văn ở trong đó, thậm chí giải trí thôi, hài hước thôi, nhưng mà hài hước nó đem là cái gì? Thì đó chính là chất lượng. Các anh chị tự thẩm định bằng khả năng thẩm định của mình, thấy nó chất lượng không? Thấy nó có chất lượng, có tri thức không? Nó có lợi cho mình, nó có lợi cho đầu óc không? Hay có lợi cho mọi người xung quanh không? Nếu có thì đó chính là những người đáng tin. Còn đưa những thứ mà không thấy chất lượng, thấy nhảm nhí. Thậm chí có những người mà đưa mà các anh chị đọc hoài, các anh chị thấy mệt đầu luôn thì đừng có đi vô mấy Facebook. Được không các anh chị? Rồi yếu tố thứ ba là chúng ta đang hướng tới mục tiêu gì? Tức là mục tiêu của mình, mục tiêu thị hiếu của mình là gì? Có người tôi muốn giải trí, cười vui thôi thì đọc Tuổi Trẻ Cười, muốn cười cho vui thôi mua tờ báo Nhân Dân đọc, lâu lâu nó giật được cái tích, chẳng hạn như tiếp chủ tịch quốc hội Lào xổm cạch sạc phụ đá nôn, nghe cười khắc, cái gì tên có xổm cạch cái tổng đồng nội. Nó phiền ầm á các anh chị, cười khắc gì thì nó cũng không có được cái gì trong đầu, đúng không ạ? Về mặt truyền thông là cái đó là cười bậy đó. Cái đó cười mà gọi là cười ngu luôn á, mà đọc nhất là ngu thiệt theo mấy báo Nhân Dân luôn, báo đảng mà. Thì đọc báo Tuổi Trẻ Cười thì sẽ được cười, trong nó châm chích, nó thông thúy, rồi nó đem lại những cái góc nhìn về những thói hư tật xấu ở trong xã hội vân vân. Thì chúng ta đọc nó, chúng ta sẽ được mục tiêu của mình. Rồi tôi muốn cập nhật tình hình chính trị xã hội của Việt Nam, thì ở Việt Nam chúng ta có báo Tuổi Trẻ, báo Thanh Niên, thì đọc cũng cập nhật được tình hình chính trị xã hội. Nhưng mà các chị nên nhớ, báo của nhà nước, báo của đảng luôn luôn đưa tin theo đảng, nên nhớ điều đó nghe. Thành ra nó đưa 10 tin á, thì các anh chị bỏ, đưa 10 á, bỏ 9, lấy 1, soi xét cái 1 này cho thiệt là kỹ coi nó đưa đúng không. Rồi hãy đọc. Mà đọc gì mệt lắm. Đọc tờ báo gì mệt lắm, thôi tẩy chay nó luôn đi các anh chị. Các anh chị đọc tin tức ở báo nước ngoài, đọc tin tức ở báo tự do không phải của đảng, được không các anh chị? Đọc VOA tiếng Việt, đọc BBC tiếng Việt, đọc RFA tiếng Việt, những cái trang đó, đọc RSI tiếng Việt, được không anh chị? Hoặc là các anh chị đọc blog, đọc Facebook, những Facebook mà chuyên đưa tin thời sự. Facebook thì họ trừ những Facebooker của đảng lập ra,
thì hầu hết những Facebook mà cá nhân độc lập họ không phụ thuộc đảng mà đưa tin thời sự thì họ không có đưa nói dốc lọng gì nha các anh chị. Lọc ra thì chúng ta được mục tiêu tiếp nhận tin thời sự, còn chúng ta đa phần ở đây mục tiêu là đi kiếm tự do đúng không, kiếm tự do đi kiếm các giá trị về dân chủ, các giá trị về nhân quyền để đạt được văn minh và cường thịnh đúng không ạ? Ở đây đa phần là vậy mà. Hầu hết những người xem Huy thì thường là đang đi muốn đi tìm kiếm là tự do văn minh cường thịnh thôi, chứ họ còn không là ta không ở đây đâu Huy biết. Thì chúng ta đi tìm những người nào mà hay đem những cái giá trị này đến cho chúng ta. Mỗi bài viết chúng ta hướng tới cái giá trị tự do dân chủ, mỗi một cái livestream hay là một cái video hay cái gì đó cũng đều hướng tới giá trị tự do và dân chủ, thì chúng ta tìm đến đó để đạt được mục đích của mình. Thì đó đặt niềm tin vào. Thì khi chúng ta có được ba cái tiêu chí này thì chúng ta sẽ xác định được những cái tài khoản Facebook nào hay trang web nào hay là tờ báo nào phù hợp với chúng ta đáng tin. Chứ nếu hỏi Huy ai cá nhân nào đáng tin thì Huy sẽ chủ quan, tại vì mục tiêu của Huy khác rồi, cái sở thích của Huy khác, thị hiếu của Huy cũng khác các anh chị, nên không các anh chị. Ok, không còn nhiều thời gian nữa, cảm ơn các anh chị đã giao lưu với Huy cùng chủ đề nghiệp chướng của dân tộc phần 3. Hôm nay có ba câu chuyện Huy chia sẻ với anh chị. Thật ra trên thế giới còn nhiều câu chuyện các dân tộc khác bị nghiệp chướng chứ không phải là không, nhưng mà nó nằm ở các chủ đề khác, tại vì Huy sẽ có từng chủ đề mà liên quan tới từng quốc gia đã thoát độc tài như thế nào, thì chúng ta sẽ học mô hình thoát độc tài của từng quốc gia một với nhau để dạy cho con cháu mình những cái kinh nghiệm đó, thì chúng ta sẽ lần lượt có những cái mô hình đó. Cảm ơn các anh chị đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Trước khi dứt lời, xin chúc các anh chị ở Việt Nam một buổi tối cuối tuần ngon giấc bên những người thân yêu của mình. Chúc các anh chị ở bên kia bán cầu một ngày mới cuối tuần vui vẻ bên gia đình. Chúc cho khối đoàn kết dân tộc Việt chúng ta ngày càng gắn kết, yêu thương nhau hơn để con cháu chúng ta sớm đi đến bến bờ tự do hơn. Cảm ơn các anh chị, hẹn gặp lại các anh chị vào các livestream tiếp theo.